Rồi mời anh em dùng cơm trưa với mình nha. Cá rô kho tộ anh em, canh chua cá rô ha, canh thanh giò, canh thanh giò thập cẩm nha. Rồi cơm trưa đạm bạc nha anh em. Đơn giản thôi nè. Rồi mình xin chào ha, xin cảm ơn, hẹn gặp lại nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ ha.